gần đất xa trời rồi. Tôi xin lỗi bà. Thật ra thì anh Phú, anh không có yêu tôi. Anh chỉ yêu có mình bà. Bởi vậy tôi cứ cố giành giật lấy ảnh, rồi tôi cứ hận thù bà hoài là vậy đó. Còn tôi á, thực ra chuyện nó cũng đã lâu quá rồi. Tôi cũng có ba con happy rồi. Nhưng mà tôi cố chấp, tôi không chịu quên cái điều mà bà đã làm sai với tôi. Thành ra tôi cứ kỳ thị bà, tôi hận thù bà, rồi làm khổ cho con gái tôi. Trời ơi, nhỏ tên happy mà chưa bao giờ nó được happy hết trơn. Chưa bao giờ nó biết hạnh phúc là gì. Bây giờ trước khi chết, tôi với bà nắm tay nhau, hứa là thôi, từ nay mình quên hết tất cả quá khứ đi. Đừng có dồn quá khứ lên là hành hạ mấy tụi nhỏ. Cứ để cho tụi nhỏ nó hạnh phúc nha. Tôi với bà bây giờ có về đi chăng nữa thì cũng... Hai mẹ là tụi con nè. Hai mẹ, con quay clip lại hết rồi nha. Những hình ảnh này chứng tỏ là từ tận đáy lòng hai mẹ còn thương nhau lắm đúng không? Tại sao tụi bay lại ở đây? Ly nước, ly nước, ly nước. Con báo là vì một bị hại. Bom giả. Tụi bay. Hai mẹ đừng giận tụi con làm gì. Tụi con làm vậy là để cho hai mẹ quê với nhau thôi. Giận hờn nhau chi hoài, cuộc sống có bao lâu đâu, đúng không? Vậy là hai mẹ chịu quê với nhau nha. Không. Mẹ. Mẹ. Mẹ mẹ cái gì? Tôi phải mẹ mấy người. Vậy... Dì cháu gì mấy người? Hai người hay quá ha. Cấu kết với nhau, lừa đảo người già. Đây nè, mày lỡ cho bụng nó nổ một cái bùm rồi làm sao? Nhưng mà nó là bùm giả mà mẹ. Giả thì giả chứ, hù dọa cái kiểu đó. Mày lỡ nè, mẹ nè hay bà một á, bà đau tim thì hai chị em tôi chết làm sao? Chị em. Cái gì? Nín. Ý là tôi nói tôi với bà một chết làm sao? Nhưng mà hai mẹ vẫn an toàn mà. An toàn bằng vậy đây hả? Con có ý tốt với mẹ với cô một chứ bộ. Chuyện gì cũng có thể xóa được mà gì. Không lẽ hai mẹ cứ vậy hoài? Không, tôi muốn chấp nhận hai người. Nhưng mà tụi con lỡ yêu nhau rồi. Tôi thì không sao, nhưng mà còn mẹ ai kia kìa. Ý mẹ là sao? Anh khổ à, mẹ anh chấp nhận rồi đó. Dì, dì nói vậy là dì chấp nhận hả dì? Không. Mẹ con để con lo nha dì. Mợ, làm cái gì mà lúc nào cũng mặt buồn thiêu à? Nhìn mợ đó, con rầu lắm đó mợ à. Thì con thấy hả? Tiệm vắng như chùa Bà Đanh nè. Điều này chắc mợ phải sang tiệm đó con ơi. Sang cái gì? Kinh doanh mà lúc đắc lúc ế. Mợ không biết à, cái trường hợp của tiệm mình đang để điều tra. Mà đừng có lo nữa nha. Trời ơi, điều tra đến bao giờ? Tiệm giày nè, lấy đâu mà trả tiền bill? Tôi giá trời cho cái tiệm của bà dẹp luôn cho rồi á. Cái gì vậy? Ai vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ở đâu đâu mà băng băng vô mà trù quẻo người ta vậy? Tôi nói thiệt với bà vừa phải thôi nha. Sao mà bà cứ muốn kiếm cớ mà gây với tôi hoài vậy hả? Cớ gì? Lý do gì? Trời ơi, tôi thù hằn gì với bà mà tại sao mà bà cứ làm chuyện này chuyện nọ với tôi hoài vậy? Chuyện gì? Cái xe của người ta đang yên đang lành vậy tại sao làm tông banh chành bể hết kiến xe của người ta rồi kìa. Khanh, chuyện gì vậy?
Thì hồi nãy con lái vô ý đụng mà có chút xíu thôi mà làm dữ vậy. Nghe thằng cháu nói không? Nó đụng chứ làm gì ào ào vô đây vậy? Đụng thì có gì đâu, rồi bảo hiểm nó đền cái gì ào 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 à. Cái vấn đề ở đây á là không phải chuyện là nó đụng hay là nó đền. Tôi ghét ở đây á cái trò mà nhiều khi bà đụng mà bà đổ thừa cho nó. Tôi không thích cái trò đó. Nếu mà tôi đụng thì tôi nói tôi đụng, sợ gì ai mà tôi nói tôi không đụng. Nhiều khi mới yên ổn được chút xíu là có chuyện, yên ổn được chút xíu là có chuyện. Tôi thấy khó quề quá. Thiệt. Trời đất ơi, mẹ. Sao cái gì? Cây muốn lặn mà chó chẳng đừng kìa. Nè Hạnh, con nói là mẹ con để con tính hả? Khỏi tính, dì nghĩ là không có tới đâu đâu. Tính gì vậy? Bà hỏi con, bà biết liền à.